Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Gian Fast Road SL1, một chiếc xe đạp Touring cao cấp đến từ thương hiệu Gian, thương hiệu cũng rất là nổi tiếng với các bác chơi xe đạp tại thị trường Việt Nam hay là trên toàn thế giới, thương hiệu Gian. Và xe thì được trang bị bộ công nghệ nhôm Alux SLR, một cái công nghệ nhôm siêu nhẹ và là cái công nghệ tối tân của xe Gian. Tối tân nhất, các bác có thể kiểm tra thêm trên Google về cái công nghệ nhôm Alux SLR này. Một công nghệ nhôm khá là mới của Gian. Xe thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiagra với 10 tầng lip và 2 tầng đĩa. Cho xe có 20 tốc độ khác nhau. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, đồ là nguyên zin, tật bánh 700C. Do xe là đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và là xe bãi nên là xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn về tổng thể của xe thì các bác có thể nhìn thấy trên hình này, xe này còn giữ cái độ mới và đẹp cũng tương đối là tốt. Gian Fast Road, xe này là sẽ được xuất sang những cái thị trường như là Australia và New Zealand, nó có tem ở đây. Đùi trục rỗng Shimano. Phần ghi đông của chiếc xe thì cũng được bộ trang bị bộ tay bấm Tiagra 10 speed tương ứng với 10 tầng lip. Và bên này là double là 2 tương ứng với 2 tầng đĩa. Tiagra phanh dầu Shimano. Tất cả vành bánh các thứ là nguyên bản hết, nguyên bản Gian hết. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Sẽ xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe phù hợp với bác đi từ khoảng 1m59-60 đến khoảng 1m70 đi là phù hợp. Sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiagra với 10 lít và 2 đĩa cho xe 20 tốc độ khác nhau. Bấm cực kỳ nhẹ nhàng thôi, các bác phải trải nghiệm thì mới biết được cái sự nhẹ nhàng của chiếc xe này. Nó cũng thuộc cái dòng của phụ tùng cao cấp của Shimano, sử dụng rất là sướng. Và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 16.600.000 bao ship toàn quốc cho tất cả bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.